Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình dọn dẹp cái AV vuông nè các bạn, mình ghép cặp chè thang mình các bạn. Con thang này mình thuận nay nó cũng dạng rồi. Nay mình chuẩn bị đặng mình bỏ nó vô ghép chung với con máy trong cái AV vuông này các bạn. Mình để giờ cho nó quen với con máy. Con máy này cũng đẻ nay cũng 3 mùa rồi các bạn. Máy này, máy than. Hôm nay trời mưa quá mình phải dọn dẹp, các bạn dọn dẹp vòng vòng đây để rắn rít tụ này nó vô, dọn vòng vòng cái AV rồi dọn cỏ rồi các bạn. Dọn cho nó sạch cái cỏ trong vòng vòng AV. Nó um tùm quá. Nên mình dọn làm đường đi vòng vòng cái AV luôn các bạn. Hôm nay cỏ nó lên, trời mưa cỏ nó lên quá. Để mình dọn gió sạch rồi mình thả con thang này vô, con thang trống này mình thần hôm nay. Để dùng ghép với con thang máy cái nhà bạn. Đây mình cũng có thả con thang máy trong đây này. Cái vài bữa mình lên thị xã mình bắt con thang trống nữa khác bầy về mình ép con thang này nó vào. Đây thang máy, đây con thái không? Thang máy này cũng 3 mùa. Thang máy này chung bầy với thang máy bên cái lồng AV kia các bạn. Cặp cu này của mình cũng chuẩn bị đẻ rồi các bạn, thấy nó cũng đạp mái rồi, sáng nó gù dữ lắm các bạn. Giờ mình thả con thang trống này vô các bạn. Thả con thang trống này vô các bạn.
mình mới thả nó vô trong AV nè bạn, để mình ghép đẻ với con máy than của mình nhảy vô đây nó tắm liền. Ở đây mình có bỏ cái khay đang đựng sâu với dế này các bạn, sâu.